Cuộc sống sẽ thật vô nghĩa nếu như bạn không hiểu thấu những lời khuyên này. Các bạn cùng mình xem nhé. Cuộc đời không phải buổi tổng duyệt, nó là một buổi công chiếu, nên những điều đã qua là không thể lấy lại được nữa. Không tồn tại một bản nháp cuộc đời để bạn tùy làm gì thì làm đâu. Thời gian trôi qua, tuổi tác tăng lên, ai rồi cũng sẽ thay đổi. Lắm khi tự nhìn lại còn thấy giật mình vì không còn như trước. Nhưng đừng lo, ai cũng phải trải qua những cảm giác đó, chỉ cần bạn vẫn luôn là mình. Học cách suy nghĩ tích cực và luôn hướng về những điều tốt nhất. Dù có chuyện gì xảy ra, chỉ có một cuộc đời đó thôi, tội gì cứ để nó bị lu mờ bởi những chuyện không vui, u ám và thất vọng. Hãy sống trọn vẹn từng giây, vì không ai biết hôm nay liệu có phải ngày cuối cùng, chẳng ai nói trước được điều gì đâu. Bỏ thói quen phức tạp hóa mọi chuyện ngay từ bây giờ, mọi chuyện rồi sẽ ổn, chắc chắn là sẽ ổn, thoải mái đi, lo lắng cũng là chuyện vô nghĩa mà. Đừng lo lắng mình sẽ già đi, hãy sợ hãi về một ngày mình trở nên nhàm chán, đây mới thực sự là điều bạn cần phải lo lắng nhất đây này. Không một ai được phép bỏ mặc gia đình mình, tài sản quý giá nhất của mỗi người chính là gia đình và bản thân, vậy nên bạn biết phải trân trọng như thế nào rồi đấy. Nhớ chụp thật nhiều ảnh, một vài người có thể sẽ bỏ đi, nhưng hình ảnh của họ sẽ còn lại mãi. Đừng kết bạn với nhầm người, nhất định phải tìm đúng người xứng đáng để trao đi niềm tin. Ngừng lãng phí thời gian vào những việc không thể thay đổi, dành thời gian đó cho những việc có ích hơn đi, chẳng hạn như làm điều gì đó bản thân vui vẻ hơn chẳng hạn. Không được đối xử tệ hại với bản thân, dù là trong suy nghĩ, tự trân quý bản thân thì mới mong người khác đối xử tốt với mình. Nếu thấy hay các bạn hãy cho mình một tim và đừng quên để lại bình luận cho mình biết với nhé.